Tiếp tục chương trình để tìm hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của mưa lũ đến đời sống của người dân, cũng như sự chủ động của bà con trước tình hình mưa lũ, trước diễn biến phức tạp. Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, nơi phải hứng chịu thiệt hại rất nặng nề do cái đợt lốc xoáy xảy ra vào đêm qua rạng sáng nay. Và theo thống kê thì hiện tại thì trên địa bàn xã Đức Minh thì có khoảng là trên 70 nhà dân bị hư hại tốc mái rất là nặng. Và chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Minh để thông tin chi tiết về cái việc thiệt hại này. Thưa ông thì cho đến thời điểm này thì cái thiệt hại chính thức do cái lốc xoáy gây ra trên địa bàn xã như thế nào ạ? Thưa anh thì do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy rạng sáng nay vào lúc khoảng tầm cả 4 giờ thì ảnh hưởng để làm 3 người bị thương, đã tiến hành đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa. Riêng về nhà dân thì có lốc xoáy đã tốc mái hơn 70 ngôi nhà, trong đó 33 ngôi nhà là tốc mái hoàn toàn 100%, 38 ngôi nhà là tốc mái khoảng từ 50-70%, số còn lại thì tốc mái nhẹ. Thì trên tinh thần đó thì địa phương cũng đã báo cáo với ban dân huyện, huy động lực lượng của bộ đội biên phòng Đức Minh, công an huyện, ban chỉ huy sự huyện phối hợp cùng với đội thanh niên xung kích của xã, cán bộ công chức của xã cũng như là dân quân của xã phối hợp cùng người dân tiến hành khắc phục, sửa chữa lại những ngôi nhà cho hộ dân. Thì bên cạnh đó thì một số hộ dân thì đi trú ẩn ở các nhà điểm nhà văn hóa của thôn, thì địa phương cũng đã tiến hành mua nhu yếu phẩm để mà hỗ trợ cho người dân trước mắt tạm thời là như thế. Và trong thời gian đấy thì địa phương sẽ thống kê số liệu cụ thể để mà báo cáo các cấp lãnh đạo để có hướng hỗ trợ cho người dân khắc phục cái đợt này. Vâng, xin cảm ơn ông. Và hiện tại thì chính quyền địa phương xã Đức Minh đang tập trung dồn lực để mà có thể khắc phục các cái thiệt hại trong cái đợt lốc xoáy này để làm sao mà sớm ổn định được cái cuộc sống cho người dân ở đây. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại bờ kè sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Như quý vị và các bạn đã thấy, tình hình thời tiết diễn ra hết sức phức tạp, y như tính tình của cà rốt tôi vậy. Lượng mưa ngày càng tan, có lúc tan, có lúc tan hơn. Một số khu vực có gió giật cấp 7, cấp 8, đôi khi giật lung tung không biết cấp nào. Tình hình cơn bão khiến nhiều người lo lắng, trong đó nhất là các em học sinh, lo lắng rằng ngày mai có được nghỉ học để tổ chức bạch ti trong nhà không. Trong thời tiết thế này, chúng tôi khuyến cáo các cặp đôi đừng nên đi ra đường, cũng đừng nên đăng ảnh Facebook tình tứ để tránh gây hoang mang cho dư luận. Tôi, phóng viên Tường Tâm, thường trú tại Cao Xuân Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.